anh chị đợi mình một phút ha để mình share lại. Tại vì nãy nó bị vướng cái âm thanh ha. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái nội dung chính của cái lớp học ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ có bốn nội dung bốn phần. À, thứ nhất là hướng dẫn cho anh chị những cái kỹ năng trading đó, hướng dẫn những cái kỹ năng về thông tin về kỹ thuật này cũng như là những cái thông tin tin tức về thị trường cách cái phân tích thông tin cũng như là tổng hợp thông tin như thế nào để anh chị à, có thêm được à, nhiều cái kiến thức để anh chị có thể tự tin hơn trong quá trình mà mình giao dịch mình đầu tư và cái nội dung thứ hai đó là các cái thương vụ à, tháng 9 những cái thương vụ về cổ tức về các cái mã cổ phiếu tiềm năng ha để anh chị lựa chọn và cái nội dung thứ ba đó là những cái thông tin cơ bản về sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Boston Met À, cũng như là các cái gói tài khoản, những cái sản phẩm mà đang được sàn hỗ trợ. Rồi, một thứ tư là một hỏi và đáp. Thì cái phần này á mình sẽ dành cho quý chị à, khoảng tầm 15 phút để chúng ta trao đổi à, những cái thông tin những cái thắc mắc mà trong quá trình à, tôi chia sẻ có nhanh quá hay là có khó hiểu quá thì chúng ta à, làm rõ với nhau ở cuối cái buổi chia sẻ hôm nay anh chị ha. Rồi, hiện tại thì à, chúng ta À, đang có một cái nguồn tiền và chúng ta chuẩn bị đầu tư nhưng mà chúng ta chưa biết à, đầu tư à, vào một cái lĩnh vực gì thì à, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị cũng như là có một cái bảng so sánh để anh chị nhìn nhận à, thấy được à, những cái mức lợi nhuận cũng như là à, những cái rủi ro mà có thể à, những cái kênh đầu tư này nó mang lại cho anh chị như là bất động sản này gửi tiết kiệm ngân hàng à, đầu tư vào vàng ngoại tệ hay là đầu tư về cổ phiếu chứng khoán thì ở đây gen à, có một cái bảng so sánh để cho anh chị thấy được à, rõ à, để mà mình có cái nguồn vốn mình lựa chọn cái kênh đầu tư nó phù hợp với à, cái đồng vốn của mình cũng như là mang lại cái lợi nhuận làm sao mà an toàn mà cao nhất. Thì à, ở kênh đầu tư đầu tiên như anh chị thấy trên màn hình là đầu tư về bất động sản ha. À, với cái kênh đầu tư này á anh chị phải có một cái nguồn vốn khá là lớn, gọi là cái nguồn vốn đấy nó nhiều so với những cái kênh đầu tư còn lại là phải từ 500 triệu cho tới 2 tỷ thậm chí là nhiều hơn 50 tỷ. Đó, ví dụ như bây giờ anh chị mua một lô đất ở vùng ven đi, ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái vùng ngoại ô thì chúng ta phải cần ít nhất là 500 triệu tới 2 tỷ để chúng ta sở hữu một cái lô đất thì chắc chắn khi anh chị đầu tư bất cứ đầu tư vào một cái kênh nào thì cũng sẽ có lợi nhuận thôi, lợi nhuận mang lại từ việc tăng giá từ dòng tiền ha. Đó, nhưng mà ở cái kênh đầu tư về bất động sản thì anh chị như anh chị thấy cái tỷ suất lợi nhuận mỗi một năm mà tính bình quân từ 15 tới 20 phần cái mức độ an toàn nó cao ở đây liệt kê một cái khách quan về mức độ an toàn cao nhưng tuy nhiên sẽ có những cái biến động từ thị trường cũng như là từ chính cái chỗ mà anh chị sở hữu anh chị mua ví dụ như anh chị lỡ mua cái vùng đất cái lô đất đó mà nó bị vướng quy hoạch đi thì nó cũng sẽ làm à, giảm đi cái giá trị cũng như là cái tỷ suất lợi nhuận mà anh chị mong muốn rồi đúng không? À, chưa kể là chúng ta bán đi rất là khó nữa, huống Hồ chi mà chúng ta làm cái gì được? đó thì cái tính thanh khoản nó khá là chậm và mình muốn mua thì mình phải đến tận chỗ mình xem hoặc là mình phải à, nghiên cứu thị trường giá đất hôm nay ngay cái vùng đó như thế nào để có phải mua bị hố hay không? rồi đến khi chúng ta bán thì chúng ta phải kêu bán có thể thậm chí một vài năm chúng ta mới bán được khi mà chúng ta cần tiền thì đấy. À khi mà chúng ta đầu tư vào cái kênh này chúng ta phải có rất là nhiều kiến thức về mọi thứ về thị trường về địa lý để chúng ta à, mua làm sao mà nó sinh lời được tốt nhất đó là cái kênh đầu tư bất động sản còn nếu bây giờ anh chị nào chỉ có một hai trăm triệu thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể đầu tư được cái kênh này rồi rồi cái kênh đầu tư thứ hai à, chúng ta sẽ thấy đó là à, đầu tư à, vàng mà cái kênh đầu tư này là rất là nhiều ông bà cha mẹ của mình là hay thích đầu tư đúng không hay mua vàng rồi để đó tức đó khi nào nó lên giá thì bán đó với cái kênh đầu tư vàng này anh chị cũng phải cần một cái vốn từ 400 đến 800 triệu thì anh chị mới có được cái tỷ suất lợi nhuận mà anh chị mong muốn nha chứ anh chị có vài chục triệu anh chị mua một vài một hai lượng vàng anh chị để đó thì cũng không xin lời được bao nhiêu đâu đấy rồi cái mức độ an toàn á thì là mức độ an toàn trung bình thôi chứ không có được cao đâu tại vì nếu như mà anh chị để mà nó sơ hở xíu là dễ bị bốc hơi đúng không đấy thì cái tính thanh khoản thì nó khá là nhanh khi nào mình nghe vàng lên mình đem ra sách vàng ra tiệm vàng bán thôi à, không có cần cập nhật kiến thức hay là thông tin gì hết chỉ cần nghe các hàng sớm nói à nay vàng tăng thì có thể đem ra bán rồi vàng giảm thì mình cất cái đó đúng chưa ạ rồi cái kênh mà đầu tư phổ biến tiếp theo ở Việt Nam của mình là hay gửi tiết kiệm ngân hàng này À, gửi tiết kiệm ngân hàng thì à, cái tỷ suất hàng năm á, hiện tại thì khoảng tầm đâu đó 5 đến 5,5% ở đây liệt kê 82% là cái tỷ suất lợi nhuận khách quan khá là cao rồi anh chị ạ. À. Đấy. Rồi, à, tính thanh khoản thì cũng khá là nhanh. Tuy nhiên, nếu như anh chị gửi à, tiết kiệm ngân hàng mà anh chị muốn cần tiền mà muốn đi rút tiền để mình làm cái việc gì đó thì chúng ta phải à, đợi đến hết kỳ hạn thì chúng ta rút nó mới có đúng cái lãi suất mà chúng ta mong muốn, chúng ta kỳ vọng. Còn nếu chúng ta rút trước cái à, À, kỳ hạn thì chúng ta cũng không có được lợi bao nhiêu đúng không ạ? Rồi cái kiến thức thì chúng ta chỉ cần tìm cái ngân hàng nào mà mình thích thôi, lãi suất ổn ổn tí thì mình gửi thôi ha. Đấy. Rồi cái kênh đầu tư mà hôm nay chúng ta quan tâm nhất đó là đầu tư về thị trường chứng khoán, thị trường đầu tư về cổ phiếu. Đây là một cái kênh đầu tư xu hướng luôn chị ha. Xu hướng hiện tại và cả trong tương lai đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam mình á, là à, cũng còn khá là mới thôi nhưng mà thị trường chứng khoán nước ngoài người ta đã đi khá là lâu đời rồi. Đó. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu theo kịp cái xu hướng này. Đó, thì chúng ta nên lựa chọn. Thì ở đây á, riêng cái đầu tư về chứng khoán á, anh chị so sánh với ba kênh đầu tư trước là chỉ có việc tăng giá thôi, với lãi suất thôi. Chứ là anh chị không có được từ cái tiền khác, từ lợi nhuận khác. Nhưng mà ở đầu tư chứng khoán á, anh chị có một cái lợi nhuận từ việc tăng giá và từ cổ tức. Thì Jen sẽ nói thêm một xíu, cổ tức là như thế nào? Là một cái khoản lợi nhuận sau thuế mà quyến trị chị nhà đầu tư khi đầu tư vào một tập đoàn, một công ty họ làm ăn kinh doanh họ có lợi nhuận thì họ sẽ chia cái khoản lợi nhuận này cho mình với cái khoản lợi nhuận là sau quý này sau nửa năm hoặc là sau một năm thì họ uh, tổng hợp lại và họ chia cho mình rồi từ cái việc tăng giá nữa là theo thị trường ví dụ như uh, có một cái thông tin gì đó tích cực một cái thông tin tốt ví dụ một cái sản phẩm nào đó mà làm những cái uh, mặt hàng mà bán ra thị trường mà họ bảo vệ môi trường đi có những cái thông tin tốt thì làm cho cái tập đoàn này tăng giá hoặc là doanh thu của công ty nó tăng nó tăng đột biến thì cổ phiếu nó tăng lên thì chúng ta được khoảng hai khoản lợi nhuận thì được gọi là lợi nhuận kép anh chị ha thì cái tỷ suất lợi nhuận mỗi năm á, chúng ta đặt cái target mỗi tháng là 15% đến 20% thì tỷ suất lợi nhuận một năm chúng ta nhân lên nó rất là nhiều đúng không ạ và khi chúng ta đã sở hữu rồi chúng ta đầu tư vào giá trị rồi thì cái mức độ an toàn á nó rất là cao luôn nếu như chúng ta à, sở hữu được ví dụ như anh chị à, mua cổ phiếu của một tập đoàn anh chị biết là mình đang giữ cái gì và khi giá nó có biến động nữa mình cũng cảm thấy an toàn khi mà mình đang sở hữu giá trị của cái tập đoàn của công ty đó đó thì tính thanh khoản cũng khá là nhanh anh chị muốn bán ở trong phiên anh chị muốn bán khi nào bán đó, anh chị muốn chốt lời khi nào cũng được anh chị muốn rút tiền thì có ngay thôi còn cái kiến thức thì anh chị tham gia những cái buổi chia sẻ những buổi online như thế này rồi chúng ta đọc thêm tin tức chúng ta quan tâm về thị trường thì chúng ta sẽ củng cố thêm được cái kiến thức và chúng ta sẽ tự tin hơn trong những lần mà chúng ta giao dịch đầu tư đó tổng hợp qua bốn cái kênh đầu tư phổ biến để cho anh chị có cách nhìn à, nó khái quát cũng như là lựa chọn cái kênh đầu tư nào mà mang lại cái tỷ suất lợi nhuận nó ổn định nhất cho quý anh chị. Rồi à, xin phép xem cái phần chat ha. Hai diễn giả mình bận việc nên vào trễ hy vọng là vẫn kịp buổi chia sẻ này. Rồi cảm ơn anh Quang. Rồi cảm ơn chị à, chị Kim ha. Chị cũng vào trễ rồi. Ok hôm nay chắc là mưa gió hay gì đó mà anh chị à, À, vào trễ Rồi chúng ta vẫn mới bắt đầu thôi anh chị à, Vẫn là anh chị nghe rõ đúng không ạ à? Nếu mà anh chị cảm thấy Zen nói nhanh quá hay là chưa rõ chỗ nào Mình cứ chat Ở cái khung chat phía dưới ha à, Khoảng tầm năm bảy phút 10 phút thì Zen sẽ đọc lại cái khung chat để sẽ thấy được ý kiến của anh chị Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo rồi hôm nay à, chúng ta sẽ nói tới cái à, thuật ngữ à, một cái thuật ngữ này khá là quan trọng ở trong cái việc mà chúng ta đầu tư cũng như là, là chúng ta có thể xác định được chúng ta là ai ở trong cái xã hội này và chúng ta đang tìm kiếm cái cơ hội gì cũng như là đang sở hữu cái giá trị gì cho bản thân mình thì không biết là những anh chị nào đã từng nghe qua hay là từng biết về kim tứ đồ không ạ à? Đấy, em à, em nghĩ là chắc là một vài anh chị cũng đã từng à, biết cái thuật ngữ này rồi à, tuy nhiên là chúng ta trên tinh thần chia sẻ với nhau ôn lại cho nhau những kiến thức à, những kiến thức để chúng ta có à, có lại thêm được à, những cái góc nhìn khác ha, mới hơn tại vì cái thuật ngữ kim tứ đồ này nó khá là lâu rồi anh chị ạ à. nhưng mà zen thấy là đến thời điểm này nó vẫn còn phù hợp cho nên là chúng ta chia sẻ lại với nhau rồi à, nói sơ qua về cái kim tứ đồ này hay là còn gọi là thuật ngữ kim tứ đồ Uh, Caspro, đây là một cái thuật ngữ um, của một cái doanh nhân, một cái diễn giả mà một cái nhà đầu tư rất là nổi tiếng đó là ông uh, Robert Kiyosaki. Thì các ông này là người Mỹ nhưng mà là gốc Nhật Bản. Ông đã có một cái bộ sách về cha giàu cha nghèo khá là nổi tiếng và bán chạy nhất uh, trên thế giới luôn. Uh, hầu như là uh, khi mà thời sinh viên là chúng ta đã tự được đọc cái quyển sách này rồi. Nhưng mà sẽ nhớ là như trong phần 2, phần 3 gì đó thì mới nói tới cái kim tứ đồ này. Đó. Thì các ông Robert Kiyosaki này á, ông đã tổng hợp được kinh nghiệm kiến thức của ông trong quá trình mà ông và bố ông làm kinh doanh và ông phát hiện ra cái điều này rất là hay à, nói thêm một xíu để cho à, quý anh chị thấy là mũ kim tứ đồ không phải là một cái thuật ngữ tào lao hay là một cái thuật ngữ vớ vẩn nào đó mà zen đem vào đây zen nói nhưng mà nó có cơ sở và ông uh, robert kiyosaki này ông cũng đã từng cộng tác và bắt tay với tổng thống cựu tổng thống donald trump và viết một cái quyển sách đó là uh, why we went you to be rich đó tức là tại sao chúng tôi muốn bạn giàu đó, cái quyển sách này cũng về đầu tư về tài chính rất là hay anh chị có thể tìm mua và đọc ha rồi à, chúng ta sẽ thấy được cái kênh ở bên trái này, anh chị kênh ở bên trái là chúng ta có nhóm người làm thuê à, còn cái kênh ở bên phải là chúng ta sẽ có nhóm chủ doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đi từ trái sang phải chúng ta đi từ mỗi bên đấy à, cái chữ e này á, là viết tắt cho cái cụm từ employ ha là những người làm thuê thì chúng ta cũng biết á, đa phần á, à, xã hội này á, là À, những cái người mà làm thuê chiếm ưu thế ưu thế rất là cao rất là nhiều luôn. À, chúng ta đổi đánh đổi cái sức khỏe này, cái thời gian của mình để đổi lấy tiền à, để làm cho một cái doanh nghiệp, một cái cơ sở nơi sở nào đó thì đây là một cái tầng lớp trung lưu. Nhưng mà nếu như mà anh chị á, cứ nhìn thấy ở bên uh, cái cung bên trái này á, thì chúng ta sẽ chưa phải là một cái người giàu thực sự hay là một cái người mà tự do tài chính đâu. Chúng ta cứ làm thuê như vậy hoài á, thì chúng ta chỉ ở mức độ gọi là khá thôi, trung bình thôi anh chị. Đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì á, nhiều người họ hay nói là đi kiếm tiền đúng không? Như Zen nghĩ là không phải kiếm tiền đâu. Mà chúng ta đi đổi tiền thì nó chính xác hơn. Bởi vì một ngày chúng ta dùng để thời gian để đi làm là 8 tiếng, 10 tiếng, thậm chí là 12 tiếng. Thì chúng ta đổi cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình, thậm chí là tư duy của mình, cái trí thông minh của mình, cái sự sáng tạo của mình để đổi lấy tiền cho một chủ doanh nghiệp, cho một cái nơi nào đó mà chúng ta làm. Chúng ta đổi thời gian càng nhiều, sức khỏe chúng ta càng nhiều À, cái tư duy của chúng ta càng nhiều thì chúng ta đổi được tiền càng nhiều chứ không phải là đi kiếm mà chúng ta đổi đó đến khi một lúc nào đó về sức khỏe chúng ta không có còn nữa à, chúng ta không có còn nhiều sức khỏe cũng như là tình hình dịch bệnh nè à, nó ảnh hưởng tới cái nơi mà chúng ta làm việc chúng ta phải tạm nghỉ ở nhà thì chúng ta không có tiền luôn chúng ta không có được đi đổi tiền nữa bây giờ muốn kiếm cũng kiếm không được đúng không đó rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái à, thứ hai cái à, cái phía dưới cái cung employ đó là small small business tức là những cái nhóm người kinh doanh nhỏ những cái người tự kinh doanh riêng ờ, ví dụ như là khi mà anh chị đã làm à, tích góp được năm bảy năm có khoản tiền anh chị mở một cái shop quần áo anh chị bán hoặc là mở cái cửa hàng văn phòng phẩm gì đó đó anh chị tự kinh doanh riêng thì anh chị cũng à, gọi là đã bước sang một cái kênh mới hơn cho cái cuộc sống của mình có thêm thu nhập nhiều hơn đúng không ạ Tuy nhiên anh chị à, với cái kênh mà chúng ta tự kinh doanh riêng này chúng ta cũng bán sức khỏe và thời gian của chúng ta rất là nhiều chúng ta phải ngồi ở cái cửa hàng từ 7 giờ sáng cho tới 90 giờ tối để khi mà hết khách rồi chúng ta mới được nghỉ ngơi nhiều khi có thể kiếm tiền được đó nhưng mà tối nằm xuống ngủ không có ngon bởi vì còn lo chi phí mặt bằng là trả tiền cho nhân viên là nguồn hàng là lo đủ thứ hết rồi nhiều khi có thể kiếm tiền được đó nhưng mà không có thời gian chăm sóc bản thân luôn không có thời gian xài tiền luôn biết là người mình tàn tạ héo úa ha Đấy, thì cái nhóm ở bên trái này hai cái cung này cũng chưa thật sự là một cái điều mà chúng ta hướng đến sự tự do tài chính mà chúng ta phải đi sang một cái cung bên phải mà cái cung này á chia sẻ thật với anh chị là gen đã hướng đến 5 năm nay rồi. À 5 năm trước gen đã từng kinh doanh riêng. Đó. Và đã hướng đến bởi vì mình biết cái điều này khá sớm, mình may mắn biết khá sớm cho nên là mình đi đầu tư, đầu tư rồi rồi mình tiếp tục mình kinh doanh, kinh doanh xong mình lấy tiền mình đi đầu tư và chúng ta hướng qua một cái bên phải đó là nhóm chủ doanh nghiệp B đây là uh, boss ha uh, những ông chủ hoặc là chúng ta có thể hiểu đơn giản là business là thương mại về kinh doanh thì những cái người chủ doanh nghiệp anh chị thì những người họ có nhiều thời gian hơn họ có nhiều tiền hơn bởi vì họ đang là một Kinh doanh một cái chuỗi hệ thống này Một cái công ty ở phía dưới họ có rất là nhiều người Bản thân ông giám đốc này, ông chủ doanh nghiệp này Ông cũng có hai bốn tiếng trên một ngày Có thể ông cũng chỉ làm 8 tiếng, 6 tiếng thôi Nhưng mà ông biết sử dụng Thời gian và công sức của người khác Ông có 10 nhân viên Ở dưới ông, mỗi người làm cho ông 8 tiếng Ông có 80 tiếng 80 giờ một ngày, nếu như ông Có 100 nhân viên Thì ông có 800 giờ mỗi ngày Ông sử dụng thời gian của người khác nhiều hơn Thì ông giàu hơn đó đúng chưa chị chúng ta càng nhàn rỗi về thời gian chúng ta làm được nhiều thứ thì chúng ta càng giàu thôi, anh chị ạ đấy thì à, những cái người mà những cái ông ở bên nhóm b này đó những cái ông này à, mình hay thấy như ông ceo ha à, khá là à, giàu có khá là chỉnh à, trọng à, khá là thoải mái à, lúc nào cũng vô tư bởi vì họ đã có một cái kênh à, họ đã phát triển cái chuỗi doanh nghiệp của họ rồi à, họ cứ thế mà họ vận hành họ hoạt động thôi họ không phải lo nhiều rồi chúng ta sẽ đi tới cái à, chữ y là cái nhóm của kim tứ đồ cuối cùng mà cái điều này là quan trọng nhất và chúng ta hướng đến sự giàu có ở trong tài chính cũng như sự giàu có về thời gian. Đó là nhóm đầu tư à hay còn gọi là investor. Đó những cái người đầu tư những cái nhà đầu tư anh chị ha. Đấy, thì hôm nay chúng ta có dịp chia sẻ với nhau một cái kênh đầu tư này thì bắt buộc nên phải à, ôn lại những cái này để cho chúng ta có thể thấy được cái giá trị mà chúng ta đang theo đuổi nó đúng nó đúng như thế nào. Đó không phải nói như vậy thì để cho những anh chị đang làm thuê mà anh chị à, như thế nào đó cảm thấy ngại hay là như thế nào mà chúng ta không chuyển qua đầu tư mà chúng ta phải nên nhìn nhận lại và chúng ta chuyển sang đầu tư ngay để chúng ta à, có một cái tương lai nó tốt hơn Đấy. À, chúng ta đã có cái công việc chúng ta làm năm bảy năm nay rồi à, đến một thời điểm chúng ta tích góp và chúng ta chuyển sang đầu tư thì đó mới là một cái lựa chọn rất là đúng trong cái thời điểm hiện tại rồi à, à, xin lỗi mình à... Đọc à, cái phần chat của anh chị là Mình đang là nhóm E, đang tập tành qua nhóm Y Ok, cảm ơn Quang Đúng rồi, mình nên nhìn nhận và mình nên thay đổi à, Chị Kim là đồng ý với chuyên gia Em mới cũng đang tìm hiểu về đầu tư chứng khoán Dạ rồi, à, bây giờ chúng ta bắt đầu Chúng ta tìm hiểu thì khá là tốt Rồi chúng ta sẽ qua cái nội dung tiếp theo ha À, khi nào à, nhắc lại anh chị có nghe không rõ hay là anh chị có cảm thấy quá nhanh thì chúng ta dừng lại một xíu như vậy ha anh chị ha để chúng ta trao đổi với nhau rồi mình sẽ qua cái nội dung tiếp theo à, rồi à, chúng ta cái có cái nội dung tiếp theo đó là tại sao nên chọn à, cổ phiếu ở thị trường châu âu và thị trường mỹ à, cổ phiếu mỹ bởi vì á à, như anh chị cũng đã biết cái lớp Trước cái lớp tháng trước của gen nó là chia sẻ về à, cái thị trường chứng khoán Mỹ hướng đi an toàn cho nhà đầu tư ấy, thì cũng đã đã biết được cái vốn hóa thị trường của những cái tập đoàn ở thị trường chung là thị trường châu Âu và thị trường Mỹ nó rất là lớn anh chị. Như là cái số liệu mà mỗi ngày cái vốn hóa thị trường họ vận hành á là nó lên tới 20.000 tỷ đô là anh chị. Và riêng một cái sàn à, Nasdaq thôi là nó đã vận hành 15.000 tỷ đô vốn hóa rồi. Nó cái gọi là cái công tất cả những công ty của những cái thị trường này mang một cái vốn hóa rất là lớn nó lớn gấp 20 lần so với thị trường chứng khoán châu á và thị trường chứng khoán ở việt nam mình đấy thì khi mà chúng ta đầu tư vào một cái thị trường mà nó có cái vốn hóa có cái sự vận hành nó với cái nguồn tiền nó lớn như vậy thì nó khá là sôi động và nó sẽ đi liên tục liên tục chúng ta không bị dừng lại và chúng ta sẽ có nhiều cái tiềm năng để chúng ta phát triển hơn so với đầu tư ở một cái vùng đất mà nó không có màu mỡ đúng không ạ rồi cái mục thứ hai đó là cái tính minh bạch nó cao tất cả các công ty ở thị trường chứng khoán nước ngoài thì đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ đi họ luôn minh bạch trong việc báo cáo tài chính này à, trong việc họ báo cáo thuế nào thuế cho doanh nghiệp họ luôn show những cái uh, doanh thu lợi nhuận của họ để họ sẵn sàng họ củng cố cho quốc gia của họ họ đóng thuế và họ tăng cái khả năng uh, uy tín tập đoàn của họ trên thị trường đó thì cái tính minh bạch nó khá là cao và cái yếu tố thứ ba à, mình bị che rồi à, cái tiềm năng tăng trưởng nó lớn <laughs> mình làm slide mà quên luôn mình bị che cái mình không thấy. Rồi, ok, à, như nãy mình cũng có nói rồi. Thì đương nhiên cái thị trường nào mà có sự vận hành của cái uh, nguồn vốn nó lớn như vậy, à, cũng như là cái tính minh bạch mà những cái tập đoàn này họ đã ở trên thị trường rất là lâu rồi, có thể là 100, 200 năm. Cho nên là cái cái tập đoàn mà họ muốn uh, để cho cái doanh nghiệp, cái sản phẩm của họ sa súc thì điều không thể, anh chị ha. Cái tiềm năng tăng trưởng luôn luôn là hướng tới. Họ luôn tìm những cái sản phẩm uh, tốt nhất để, công bố ra thị trường à, giống như là hôm trước là chúng ta thấy có một cái buổi công bố sản phẩm của à, Apple của tập đoàn chuyên sản xuất về iPhone, MacBook, ha, tất cả những cái thiết bị về công nghệ đó thì ông Tim Cook ông có nói một cái câu rất là hay đó là ông mang đến à, những cái sản phẩm tốt nhất dành cho những người yêu thương à, sản phẩm của ông đấy và cái dòng iPhone 13 nó đã ra mắt vào ngày 14 tháng 9 ha, cùng với sinh nhật của Zen luôn à, OK ở đây chưa với những cái tập đoàn À, rất là nhiều từ các cái à, thương mại dịch vụ về hàng không, về công nghệ, về dược phẩm công nghệ sinh học, vaccine bây đó thì rất là nhiều à, những cái tập đoàn, những cái sản phẩm để chúng ta lựa chọn, chúng ta đầu tư. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, à, phần chính là chúng ta hướng dẫn những à, hướng dẫn cho anh chị những cái kỹ năng mà à, trong trading tức là trong giao dịch. rồi à, chúng ta sẽ đi tới cái uh, mục đầu tiên à, ở đây có một chị hỏi là uh, chuyên gia ơi uh, giải thích giúp cho em là chứng khoán cơ sở khác với chứng khoán phái sinh khác nhau như thế nào rồi ok uh, thị trường chứng khoán cơ sở là thị trường chứng khoán việt nam ở trong nước mình thôi bạn À, còn thị trường chứng khoán nước ngoài hay còn gọi là thị trường chứng khoán phái sinh thì gồm có những cái uh, sản phẩm về hợp đồng tương lai về hàng hóa uh, về các cái cặp tiền tệ thì ở cái phần này cái sản phẩm Gen uh, sẽ nói ở gần cuối cái cái buổi chia sẻ này thì chúng ta sẽ làm rõ hơn điều này hoặc là uh, bạn có thể add Zalo của Gen gửi cho bạn những cái tệp menu tài chính đó uh, những cái thông tin mà nó giải thích rất chi tiết để cho bạn thấy được là thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán nước ngoài nó khác nhau và nó giống nhau ở điểm nào? Tại vì cái chủ đề này Gen đã chia sẻ những cái lớp học trước rồi có thể là cũng còn video lưu lại thì sẽ gửi cho bạn xem ha. Chứ bây giờ chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà chúng ta nói cụ thể. Bạn hiểu đơn giản là thị trường chứng khoán cơ sở là thị trường chứng khoán giao dịch ở trong nước thôi. Những cái mã cổ phiếu như là Vinamilk hay là uh, uh, Masan đó. Ok. Còn thị trường chứng khoán nước ngoài thì bao gồm cả thị trường chung Châu Âu và thị trường chứng khoán Mỹ. Ok, mình sẽ qua cái mục nghiên cứu và tổng hợp thông tin anh chị ha. À, dạ rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái mục đó là tổng hợp thông tin. Thì khi mà mới bắt đầu giao dịch đó anh chị, thì các cái nhà đầu tư như anh chị chưa có quen với cái việc mà chúng ta nhìn cái biểu đồ chúng ta nhìn thôi chúng ta đã chưa quen rồi nói chi tới chúng ta phân tích kỹ thuật đúng không ạ vì vậy á, là trước cái bước trước tiên á, là chúng ta phải à, nghiên cứu và tổng hợp thông tin cơ bản của thị trường đó là một cái điều mà chúng ta không thể bỏ qua được và à, thị trường chứng khoán quốc tế nó biến động theo từng giờ à, từng ngày từng phút có thể là thậm chí từng mili giây nó biến động rất là nhanh và nhà đầu tư á, chúng ta phải cần phải theo dõi sát sao các cái thông tin tác động đến cái mã sản phẩm mà chúng ta đang nắm giữ À, bất cứ một cái thông tin nào, à, ví dụ như về à, cung cầu của mỗi mặt hàng nè. Đó, rồi về thời tiết, về mùa vụ cũng như là các cái yếu tố tố về chính trị, về thương mại, nó cũng sẽ tác động trực tiếp lên cái thị trường. À, ví dụ như nói về cung cầu đi, à, để cho anh chị dễ hiểu là cái cách mà vận hành của thị trường thì lúc nào nó cũng sẽ có cung và cầu, tức là có người bán và có người mua. Khi mà một cái sản phẩm một cái mặt hàng mà cái người mua nó nhiều hơn cái nhu cầu chúng ta xài nó nhiều hơn so với lượng cung cấp ra thì giá sản phẩm nó sẽ tăng hoặc là ngược lại khi mà sản xuất quá nhiều mà không có ai dùng đó thì giá nó sẽ giảm thôi à, đó là một cái vận hành chung một cái quy luật chung của thị trường rất là dễ hiểu đúng không ạ à, còn nói về thời tiết mùa vụ cũng như là một cái sản phẩm của tập đoàn nào đó mà bị ảnh hưởng bởi bão ngay cái vùng đó thì không thể sản xuất ra được nè đó nó cũng ảnh hưởng tới cái giá cổ phiếu cũng như là ảnh hưởng tới thị trường à, cũng như là tình hình đại dịch Covid-19 này, đó cũng ít nhiều đã tác động đến cái thị trường ha anh chị ha. Rồi chúng ta qua mục tiếp theo thôi. Chúng ta sẽ đi sâu hơn xíu về phân tích thông tin. Thì phân tích thông tin đó là sự kết hợp chọn lọc các phương pháp kỹ thuật cơ bản. Đó, hay là cái sự cảm quan cái gọi là cái cá tính cái quan điểm của mỗi người để đưa ra một cách nhìn đầy đủ nhất và cụ thể nhất về các cái vấn đề thị trường liên quan đó nó đánh giá được cái sự thịnh vượng cái sự suy thoái của một nền kinh tế của một quốc gia thì một uh, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế á, thì như mình là một cái nhà đầu tư một cái nhà giao dịch thì cái uh, chúng ta có thể phân tích được thông tin uh, cơ bản thôi uh, chúng ta sẽ đọc các cái trang web về tin tức nè, ví dụ như investing, investor hay là cafef.vn hoặc vietstock.vn để chúng ta có được những cái góc độ, những cái cách nhìn về thương mại này, về ví dụ như về báo cáo tài chính của một tập đoàn đi, sức tăng trưởng, thậm chí là lãi suất của các cái ngân hàng trung ương nó được niêm yết ở trên đó. Đó rồi nói thêm nữa là có thể là mức độ lạm phát này, cán cân thương mại, nó nhiều thứ lắm. Thì chúng ta sẽ đọc thông tin và chúng ta tổng hợp, chúng ta phân tích từ từ anh chị ha và mình là một nhà đầu tư thì mình có thể phân tích dựa trên những cái thông tin mà họ đã đã tổng hợp sẵn ở trên những cái trang đó rồi cộng với cái tư duy cái quan điểm bản thân nữa chứ không phải là chúng ta đọc một cái thông tin nào đó mà chúng ta liền đưa ra một cái nhận định là ví dụ như chúng ta đang sở hữu một cái mã cổ phiếu đi mà giá nó có biến động nó có giảm một xíu mà anh chị là vội vàng cắt bỏ thì khá là ổn chúng ta xác định chúng ta là một nhà đầu tư lâu dài rồi chứ không phải là đầu tư một ngày một bữa anh chị đó thì chúng ta phải có cái đầu tư là gì là dùng cái đầu mình để tư duy à, mình hiểu đơn giản như vậy thôi để chúng ta tổng hợp thông tin và chúng ta tư duy lại ví dụ đơn giản như là Zen uh, sẽ xe cái investing đây ha để cho anh chị uh, có thể thấy được uh, rõ hơn một xíu để coi phần nào nó không à trước khi đến phân tích kỹ thuật thì chúng ta nói luôn cái xe uh, cho anh chị cái uh, phân tích về thông tin đi à dạ rồi à, ở đây là một cái trang investing.com à, có thể là những nhà đầu tư như anh chị à, đã biết tới cái uh, cái trang này rồi thì cái trang này khá là uy tín minh bạch và rất là nhiều thông tin ở trên này ở phần này anh chị có thể chọn uh, tất cả các ngôn ngữ này đó rồi rồi ở đây thì có thị trường có tin tức đó ở đây nè có rất là nhiều tin tức về thị trường ha rồi có kể cả phân tích nè của các những cái chuyên gia họ phân tích rồi kỹ thuật, rồi biểu đồ Và chúng ta đặc biệt có thể tìm giá sản phẩm ở đây Đó, Ví dụ như là chúng ta có thể tìm uh, Một cái mã cổ phiếu Mà hiện chúng ta đang xài luôn Đó là cái nền tảng Zoom Video Communication Tức là uh, communication Tức là chúng ta giao tiếp uh, Giao tiếp bằng video Ở trên cái nền tảng Zoom Thì đây chúng ta xem cái mã này như thế nào Đấy chúng ta có thể search ở đây ra Zoom là chúng ta có thể ra rồi anh chị Tại hình như là hôm qua xem có xem cổ phiếu của nó rồi là Nó có sẵn ha Đây, à, chúng ta có thể search apple hoặc là Freezer gì thì nó cũng ra thôi chúng ta chọn tìm kiếm nè chúng ta chọn apple đó chúng ta đánh chữ apple đây ạ à. đây à, cổ, cổ phiếu apple được niêm yết ở trên sàn nasdaq ha đó anh chị có thể tìm kiếm à, cổ phiếu khá là dễ dàng rồi chúng ta sẽ à, nói sơ về ở trên này nè có rất là nhiều thông tin tin tức mà nó ảnh hưởng, nó biến động đến cái mã cổ phiếu. Đó. Đây, như anh chị thấy cái mã cổ phiếu này là đây là cái vùng giá hiện tại là 287, cái phiên hôm qua là nó đã tăng khá là tốt. Đó như anh chị thấy không? Có những cái tập đoàn mà trong lúc mà dịch bệnh này đó, mà nó hỗ trợ cho chúng ta rất là thực tế rất là nhiều luôn. À, học online nè, những cái bé học online nè, rồi các cái công ty họ họp hành đồ đi qua Zoom hết cho nên là cổ phiếu này nó khá là tăng ổn định. Đấy, anh chị thấy không? Và vùng này khá là thấp để mình có thể mua rồi Điểm đỉnh của nó là ở đây anh chị có một cái biểu đồ tổng quan Đó những anh chị nào mà mới tham gia chưa biết Cần nhiều uh, chia sẻ Cần nhiều cái thông tin để tư vấn anh chị hiểu Thì anh chị lên cái trang này Anh chị chọn những cái mã cổ phiếu anh chị muốn Sao anh chị có thể xem đây Để biết được cái vùng giá đỉnh và cái vùng giá đáy chúng ta lựa chọn anh chị ha ở đây nó còn nhiều thông tin nhất. đó ví dụ như là uh, báo cáo tài chính này biên độ dao động trong ngày nè tỷ suất mua bán nè ở đây anh chị thấy M đó là Milan ha là triệu đô tính theo triệu đô thôi anh chị đây ở đây nó có tin tức nè chứng khoán Mỹ tương lai giảm nhẹ sau một tháng tăng kỷ lục thì anh chị tổng hợp những tin tức này lại và chúng ta đưa ra nhận định của bản thân ví dụ như ở đây mình nói về một mã tăng bây giờ mình nói về một cái mã giảm đi để mình có cách nhìn nó khách quan hơn đấy à, những anh chị nào mà đang sở hữu cái mã chứng khoán của Adidas Adidas anh chị cũng biết rồi Nó là một cái tập đoàn về thời trang Về giày thể thao đó, hôm trước thì có mấy anh chị gửi những cái bài báo hỏi là gen nơi bây giờ nó giảm như vậy á, thì chị có nên bán hay không? Chị rất là lo, chị khá là lo lắng khi mà chị đang sở hữu cái mã này. Nhưng mà nếu chúng ta tổng hợp thông tin, chúng ta thấy được cái thông tin đó là à, à nó bán hàng không có được đi, đó, sản phẩm của nó bị dính cái dịch cho nên là ta không có mua, à, thì giá cổ phiếu của nó giảm. Nhưng mà chúng ta chỉ đọc ở một góc độ vậy thôi, chúng ta không có phân tích gì hết. Thì khi mà chúng ta quyết định chúng ta cắt lỗ phải quá là ổn không? Lỡ như phiên hôm sau nó tăng lại thì sao? Thì biểu đồ của thị trường chứng khoán nó đi theo hình xin mà anh chị, nó sẽ có tăng và sẽ có giảm, sẽ có lực mua mua và có lực bán. Thì chúng ta phân tích lại, chúng ta xem lại là do tập đoàn Adidas này nó đang bị ảnh hưởng chung của toàn thị trường ở châu Âu luôn. Nó chứ không phải là một mình nó nó đang bị chịu uh, thuế hay là bị chịu cái gì đó. Đó. Rồi, cái thứ hai là do ở Việt Nam mình là có những cái nhà máy sản xuất cho Adidas và hiện tại do dịch cho nên đóng cửa không có hoạt động được thì nó dẫn đến là nó bị thiếu cái đơn đặt hàng nó không có đưa cái sản phẩm ra thị trường được không có bán được thì thành ra không có doanh thu thì, thì giá cổ phiếu nó giảm thôi thêm nữa thì chúng ta phải hiểu được á, là sản phẩm của Adidas đa phần á, ví dụ như một đôi giày Adidas đi nó là một cái dòng Ultra Boot đi thì cái đế Boot đó là được làm từ những cái bã nhựa những cái bả cà phê nhựa mà được rác thải từ bãi biển vô đó họ bảo vệ môi trường rất là tốt thì điều đó chứng minh là cái sản phẩm của họ có giá trị nội tại tốt và họ cung cấp cho toàn thế giới luôn 200 quốc gia là đa quốc gia luôn chứ không phải họ bán ở thị trường châu Âu không thêm nữa là ví dụ như sắp tới là Noel nè Tết nè Tết Tây nè đó thì người ta cũng sẽ mua những sản phẩm mới của này thôi chúng ta phải đầu tư lâu dài thì chúng ta đợi thôi chúng ta tổng hợp nhiều thông tin nhiều góc độ khác nhau để chúng ta quyết định chúng ta nắm giữ cái cổ phiếu lâu dài hơn đấy đấy là em muốn nói muốn chia sẻ cho anh chị đó ở đây thì vào một tài chính thì anh chị có cái mục cổ tức nè đó, anh chị có thể xem được cái Adidas thì nó sẽ chia cổ tức vào khoảng thời gian nào để có thể mình nắm giữ cho tới khi nó chia cổ tức luôn đấy thông thường thì Adidas nó sẽ chia vào nửa năm anh chị ha Đây à, nó năm nay là nó đã chia vào 18 tháng 5 rồi đó rồi Ok anh chị ha sơ qua để anh chị có thể nắm Rồi, không biết có anh chị nào thắc mắc nào hả? Khi nào tới phần nhìn nến để biết nến giảm, nến tăng thì nói kỹ giúp mình nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh. À, hôm nay á, thì à, à, Jen sẽ phân tích kỹ thuật sơ về các cái công cụ cơ bản. chứ sẽ không nói về à, mô hình nến, bởi vì mô hình nến là nó là cần một cái khoảng thời gian rất là lâu để chúng ta học và chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta có thực hành nữa. Chứ không thể nói một một vài phút ở đây mà chúng ta có thể phân tích được biểu đồ nến. Rồi, à, chúng ta sẽ đi trở lại cái slide của mình ở phần tiếp theo. Rồi, ok, phần này ổn anh chị ha. Rồi, đây chúng ta sẽ đến tới một cái à, phần là phân tích kỹ thuật. À, chúng ta phân tích... À, cơ bản về thông tin rồi về thị trường rồi thì chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật cái mục đích của việc phân tích kỹ thuật á thì giúp cho anh chị có thể xác định được xu hướng giá tăng hay là giá giảm tại một khoảng thời gian nhất định để ít ra anh chị có thể uh, giao dịch và đoán xu hướng nó đúng hơn để mang lại cái lợi nhuận nó tốt hơn thay vì anh chị cứ cảm quan anh chị uh, vào lệnh theo tổ tiên mất bảo ha thì chúng ta sẽ có uh, cơ sở chúng ta có căn cứ để chúng ta xác xác nhận và nhìn nhận vào rồi, chắc là sẽ share cái màn hình trading để cho anh chị uh, thấy được cái biểu đồ, uh, cái chạc nó đi như thế nào. À, dạ rồi, uh, không biết là anh chị đã thấy rõ cái màn hình trading view chưa ta? À, những anh chị có thể comment lại giúp gen là có nhìn thấy đây ha để chúng ta bắt đầu tiếp theo muốn có một chương một tiếp theo giờ dạ, anh chị nào đã thấy rồi chưa ạ rồi à, tại vì theo đúng là à, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị ở trên cái nền tảng MetaTrader 5 MT5 luôn. Nhưng mà lỗi kỹ thuật cho nên là mình dùng tạm cái biểu đồ của TradingView. Thì anh chị có thể vào đây, anh chị có thể xem biểu đồ của cũng tất cả các mã cổ phiếu, à, những cặp tiền tệ, vàng, dầu hàng hóa đều được ở đều đều có trên đây hết. Rồi, chúng ta phải đóng bớt cái này đi ha. Rồi, ở đây nè, anh chị có thể lựa chọn À, ở đây Zen sẽ nói về Apple đi, nói về Apple luôn. À, chúng ta sẽ phân tích biểu đồ của Apple luôn. À, hiện tại cái giá hôm nay là 146 đô anh chị ha. À, rồi nhìn thấy rõ, ok cảm ơn mọi người, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi hôm nay á, là không phải là cái buổi mà ý định của Zen là chia sẻ cho anh chị à, cái cách nhìn nến, cái mô hình nến như thế nào. Ở đây được gọi là mô hình uh, mô hình nến Nhật anh chị ha. Mà hôm nay Gen sẽ chia sẻ những cái kỹ năng, những cái phần mà hướng dẫn cơ bản nhất để anh chị đón cái xu hướng thôi. Còn ở trong phân tích kỹ thuật đương nhiên rất là nhiều công cụ, rất là nhiều chỉ báo để mà chúng ta xác định được chính xác uh, cái xu hướng mà chúng ta đặt lệnh. Nhưng mà tuy nhiên á, cũng không có phải cái gì là xác suất 100% hết thì công cụ nào nó cũng chỉ hỗ trợ tương đối một phần nào đó thôi. Và Gen thấy được một cái 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 công cụ một cái chỉ số kỹ thuật mà nó khá là đơn giản để cho anh chị có thể nắm được xu hướng nó đơn giản mà nó lại khá là phổ biến cũng như là mang được cái hiệu quả cao đó cho nên là gen sẽ chia sẻ hôm nay đó là cái vẽ cái đường trên like cách mình xác định trên like trên like tức là một cái đường xu hướng thì đây như anh chị mở một cái biểu đồ lên Đấy. anh chị nhìn vào thì anh chị thấy à, cơ bản anh chị thấy là À, nó có một cái chiều dốc xuống như thế này, đó đây là một cái xu hướng giảm đúng chưa? À, còn đây sẽ là một cái xu hướng tăng. tuy nhiên mình nhìn bằng mắt thường vậy thôi, nó cũng không phải thật sự là chính xác, cho nên chúng ta phải dùng tới một cái chỉ báo. À, có rất nhiều chỉ báo nha anh chị, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái công cụ vẽ uh, trendline xác định đường xu hướng. À, mình xóa cái này đi. OK. Đây ạ. À. À, khi mà vẽ đường xu hướng á, thì trước tiên á, anh chị à, xác xác nhận dùng với với gen đó là à, anh chị phải xác định được là xu hướng nó đang tăng hay đang giảm, ít nhất mình cũng phải nhìn được điều đó ha. Thì chúng ta sẽ bắt từ một cái vùng điểm à, điểm đáy điểm đáy để chúng ta vẽ lên à, với một đỉnh à, với, với cái đường đỉnh ở cái đường đó, cái đường xu hướng là đường nó nằm dưới biểu đồ giá anh chị ha. rồi đây à đây là một cái đường xu hướng thì cái đường xu hướng này á nó phải đi qua ít nhất là hai điểm thì nó sẽ thành một cái đường trendline một cái đường xu hướng nó hợp lệ đó nếu như mà cái đường xu hướng này nó qua càng nhiều điểm nó càng tốt tuy nhiên á một cái đường thẳng đi qua hai điểm là đã thành một cái đường thẳng rồi đúng không ạ à? thì đây chúng ta vẽ nhưng mà thông thường á thì zen sẽ vẽ theo cái biểu đồ đường thì nó sẽ nhìn chính xác hơn là cái biểu đồ nến tại vì có một vài anh chị một vài trader họ nói là À, không biết là vẽ cái đường trên line theo thân nến hay là bóng nến thì chúng ta vẽ làm sao cho à, cái cái hành động giá nó tương đương thôi anh chị đó làm sao mà cái đường này nó bao chọn cái à, biểu đồ giá nó nằm phía trên là được đó nhưng mà chúng ta phải luôn tuân thủ nguyên tắc là hai điểm yeah, đây ạ à. chúng ta chuyển qua biểu đồ đường thì chúng ta sẽ thấy nó chính xác hơn đó thì ở đây á, ở đây là anh chị có thấy những cái điểm này nè nó sẽ đi qua những cái điểm đáy thì cái xác định xu hướng là cái đáy đáy sau nè nó sẽ cao hơn đáy trước đó đáy sau nó sẽ cao hơn đáy trước mình chưa nói tới việc phá vỡ ở đường trên line ha rồi ở trên này á, là những cái đỉnh những cái đỉnh giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì cái này được gọi là điểm swing high đó là điểm 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 đỉnh còn ở dưới này gọi là swing low hay gọi là điểm đáy thì cái thị trường này á, gọi chung là thị trường uptrend là cái một cái xu hướng tăng đó rất là đơn giản anh chị thấy không ạ rồi khi mà nó phá vỡ được cái đường này hoặc là chúng ta sẽ thấy được một cái uh, đường trên line mà nó càng dốc như thế này á thì cái việc nó tuân thủ cái nguyên tắc nó càng dốc mà nó càng đi qua nhiều điểm thì phá vỡ xu hướng thì xu hướng nó có thể bị đảo chiều nó sẽ bị giảm lại chúng ta vẽ à, đầu tiên á đầu tiên là chúng ta vẽ từ một cái điểm nếu mà xu hướng giảm á thì cái đường à, xu hướng nó nằm trên cái à, biểu đồ giá đó trước tiên là chúng ta vẽ à, đi qua hai điểm trước đi à, anh chị ha chúng ta đi qua hai điểm trước đi rồi đây à, khi mà nó đã không phá được cái ngưỡng này ngưỡng này được gọi là ngưỡng kháng cự nó không lên được tới đây á, chúng ta, nó đi rất là yếu bóng nến á nó đi rất là yếu thì chúng đây chúng ta có thể đặt một cái lệnh, một cái lệnh sell, một cái lệnh bán ngay xuống đây để chúng ta uh, có được một khoản lợi nhuận từ đây rồi. Đó hoặc là như đây là chúng ta thấy được cái ngay cái vùng này á, nó đi khá là yếu ớt thì chắc chắn đảo chiều một cái xu hướng tăng. Đó rất là đơn giản để chị có thể xác định được xu hướng. Đó tuy nhiên thì uh, trong một cái xu hướng này á chúng ta không thể nào uh, bắt buộc cái thị trường nó đi theo ý định của chúng ta được như là ở đây nè, cái điểm này là nó không chạm tới cái đường xu hướng thì trong đó nó sẽ có những cái đường xu hướng điều chỉnh điều chỉnh làm sao mà chúng ta có thể uh, thấy được chúng ta thấy được để mà uh, xác định xu hướng nó cụ thể hơn nhưng mà nếu nó nằm ở vị trí này nó không chạm tới anh chị đừng vào đừng vào lệnh liền mà chúng ta chờ chờ thêm để xem là uh, biểu đồ nó cái uh, thị trường nó đi như thế nào đó là một cái uh, xác định xu hướng nó khá là đơn giản đó để xác định được uh, thị trường downtrend hoặc là uptrend Rồi, à, ngoài ra cái à, việc mà chúng ta xác định đường xu hướng xong á, thì nó còn có cái kênh giá nữa. Thì cái kênh giá nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó sẽ làm rõ hơn à, khi mà chúng ta vẽ một cái đường song song à, với cái đường xu hướng phía dưới. Thì đây được gọi là cái vùng kênh giá nè anh chị. Thì cái phần này á, nó đơn giản nhưng mà để hiểu sâu hết từng à, chỉ số á, thì chúng ta phải cần khoảng thời gian à, chúng ta tìm hiểu học hỏi thêm chứ không phải là một vài phút để mà chúng ta có thể hiểu được và chúng ta uh, vẽ được nó chính xác đâu không ai là tuyệt đối cả đấy. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cái chỉ số khi mà chúng ta đã xác định được cái xu hướng này, à, ví dụ như cái những cái vùng thị trường nó đi theo như thế này nè anh chị, đó nó đi theo như thế này nè và những cái vùng mà nó không chạm tới á, thì anh chị có thể là chờ hoặc là anh chị có thể dùng thêm những cái chỉ báo khác để anh chị uh, có thể Uh, gọi là xác định được xu hướng nó chính xác hơn anh chị ha đó là một đây gọi là phân tích kỹ thuật cơ bản để cho những chị nhà đầu tư mới có thể biết được là à, à mình nhìn vô đây mình có thể biết là xu hướng tăng xu hướng giảm đó chúng ta cũng có cơ sở để chúng ta nhìn được một cái khoảng giá cũng như là biểu đồ ha rồi rồi không biết là tới đây thì có anh chị nào thắc mắc hay muốn có câu hỏi gì không ta Còn có một cái uh, chỉ báo uh, khá là cơ bản mà anh chị có thể uh, xác định được xu hướng nó dễ hơn. Uh, Zen muốn chia sẻ với anh chị luôn. Chúng ta vào file in, chúng ta chọn uh, một cái chỉ báo có cái tên là, à, ở đây là uh, có rất là nhiều chỉ báo nè, khi nãy mình nói nè. Có cả cái xác định đường trung bình nè, RSI cũng như là MACD um, ha. Thì những cái chỉ báo này như anh chị Jader thường hay dùng. Thì nhưng mà Gen um, có uh, tìm hiểu và học được một cái chỉ báo mà xác định xu hướng khá là chính xác khi mà chúng ta đầu tư lướt sóng hoặc là chúng ta đầu tư dài hạn thì là cái chỉ báo là parabolic sr parabolic sar thì parabolic tức là uh, đường parabon uh, stop and reverse là cái điểm dừng cũng như là cái điểm uh, đảo chiều của xu hướng chúng ta chọn cái uh, chỉ số này ra yeah, đây à anh chị có thể thấy là đây anh chị có thể thấy là những cái dấu chấm à, những cái dấu cộng như thế này nè đó anh chị thấy không nếu như mà cái chỉ số parabolic này á nó nằm trên biểu đồ giá thì cũng là một cái xu hướng giảm còn nằm dưới biểu đồ giá thì là một cái xu hướng tăng tuy nhiên để mà xác định anh chị có thể chọn à, cái khung cái khung chạc này là anh chị có thể ví dụ anh chị đầu tư lướt sóng anh chị có thể chọn một giờ hoặc 4 giờ nó cũng khá là chính xác còn nếu như anh chị đầu tư về cổ phiếu chứng khoán dài hạn anh chị có thể chọn biểu đồ ngày biểu đồ tuần đây đây anh chị thấy không ạ tuy nhiên để mà chúng ta à, thấy cái xu hướng cái biểu đồ mà à, sars à, parabolic sars này á, nó xuất hiện từ 2 đến 3 chấm trở lên anh chị ha thì cái cái xu hướng đó mới nó mới được xác định rõ ràng Chứ nếu mà anh chị à, chỉ mới có một chấm thôi thì đó có thể là một cái tín hiệu test của cái vùng dưới này thôi, cũng chưa phải là một cái xu hướng đảo chiều. Nhưng mà anh chị thấy ở đây nè, chúng ta có cái biểu đồ của Apple. Như anh chị thấy ở đây chúng ta chọn một cái chặt ngày đi. Thì sau 4 ngày thì đây, sau 3 ngày thôi là chúng ta đã thấy cái xu hướng giảm ngay chỗ này nè. Chúng ta có thể đặt một cái lệnh sell để chúng ta kiếm một cái khoản lợi nhuận ngắn từ cái việc downtrend. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một nhà đầu tư lâu dài á chúng ta đợi cho tới điểm chấm thứ tư ở cái vùng swing low này nè chúng ta bắt đầu mua ở cái vùng giá thấp để bán được cái vùng giá cao ngay đây chúng ta có thể hoặc thêm một cái dấu chấm nữa là xác định xu hướng nó rõ ràng chúng ta có thể đặt một cái lệnh bay để bay lên lại đó thì nó phải kết hợp nhiều công cụ nhiều cái chỉ báo khác nhau anh chị mới có thể xác định được chính xác xu hướng gọi là à, giảm cái mức rủi ro xuống thấp nhất để chúng ta không phải vào lệnh một cách mù quáng ở à, vào lệnh theo tổ tiên ông bà mình mất bảo đó, ít ra chúng ta cũng phải có cơ sở đúng không ạ? thì zen thấy là cái chiến lược mà parabolic SaaS này khá là khá là hay, nó đơn giản để chúng ta có thể nhìn, đây, anh chị có thể thấy nè. À, kéo lại, đó anh chị thấy không? cứ một cái xu hướng tăng, một cái xu hướng uptrend là cái uh, biểu đồ biểu đồ giá nó sẽ nằm trên cái đường parabolic này, đó, anh chị thấy không? đây, hoặc là chúng ta có thể uh, nói một cái mã khác đi để cho nó khách quan hơn. Hôm nay có thể là uh, cái buổi chia sẻ này có thể hơi dài á. anh chị cố gắng uh, theo thông lệ thì gen uh, sẽ rất là tôn trọng thời gian của anh chị là chúng ta sẽ trao đổi khoảng tầm 60 tới tới 70 phút thôi. Có thể hôm nay sẽ bị lố hơn 10 đến 20 phút bởi vì nói nhiều về uh, kỹ thuật anh chị ha. À, có anh quang à, anh quang nói là à, nghe diễn giả chia sẻ mà muốn đầu tư luôn tối nay mở tài khoản kịp không diễn giả dạ tối nay là ngày thứ hai đầu tuần à, chúng ta à, làm bắt đầu một cái thị trường mới à, bắt đầu một cái tuần mới thì khá là nhiều điều à, thú vị cũng như là chúng ta sẽ dễ đón được xu hướng hơn thì mình mở tài khoản ngay để mình giao dịch luôn anh nha à, sau cái buổi chia sẻ này anh có thể liên hệ trực tiếp những cái bạn chuyên viên à, hỗ trợ cho anh để anh có thể mở tài khoản hoặc anh có thể thích gen quá, à, thích à, hôm nay speaker nói chuyện là cảm thấy hợp ý đúng không? À, phong thủy thì add ngay cái Zalo cái mã QR để kết bạn, gen sẽ hỗ trợ à, tư vấn kỹ hơn, kế hoạch đầu tư kỹ hơn cũng như là cái việc quản trị à, giá tốt hơn để cho anh quyết định anh đầu tư luôn. À, ở đây à, một chị có hỏi là có nên mua nhiều loại để tập giao dịch không? Dạ, à, nếu như mà anh chị là người mới mới bắt đầu đầu tư anh chị có thể mua từ 2 đến 3 mã. Đó, anh chị có thể tập quen 2 đến 3 mã rồi. Rồi khi mà anh chị quen rồi, anh chị có lợi nhuận ổn định rồi bắt đầu anh chị có thể tăng lên. Xem thấy có một vài anh chị mà chụp cái tài khoản mà gửi qua khoe là anh chị mua 7 8 9 mã luôn. Đó, mà trong đó thì chắc chắn có 50 70% cái mã đang lời, đang dương có những mã âm trạng thái. Nhưng mà khi anh chị có cái vốn khá là cao đó, và anh chị có kỹ năng, có kinh nghiệm trong thị trường rồi anh chị mua bao nhiêu mã cũng được hết còn ví dụ mình mới mới mình mới nhìn đó mình mua hai ba mã thôi ha ok chị ha cảm ơn câu hỏi của anh chị à, ở đây có thấy anh nghĩa à, anh tc nguyễn nghĩa, nghĩa là anh đã là nhà đầu tư chưa anh hay là anh à, đang tìm hiểu để mình chuẩn bị thôi à, anh có thể chia sẻ luôn ở đây chúng ta xem à, thấy khá anh chị có, à, khá là quan tâm về vàng ha xau usd À, vàng thì được ký hiệu là A à, ở trong thị trường à, cổ phiếu chứng khoán quốc tế á, thì còn mình có thể tìm kiếm à, cái cơ hội bằng cách là mình giao dịch hàng hóa nữa anh chị giống như là à, hồi nãy chị có hỏi là thị trường chứng khoán phái sinh đó thì vàng dầu nè à, cà phê cô tông nó là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta có thể giao dịch sống kiếm lợi nhuận khá là tốt luôn đó ở đây nó cũng có luôn chúng ta bỏ bớt mấy cái chỉ số này đi à OK rồi à, tuy nhiên á, thì à, cái chỉ báo này đó anh chị đó nó giúp anh chị xác định xu hướng nhưng mà để anh chị xác định được cái điểm mà anh chị vào lệnh hoặc là cái điểm mà anh chị có thể chúc lời à, cắt lỗ thì anh chị phải xem được cái nến nữa anh chị ha thì à, hy vọng là cái buổi sau à, sàn Boston Met tạo điều kiện cho gen chia sẻ cho anh chị cụ thể hơn về các cái mô hình nến bởi vì mô hình nến là nó rất nhiều tên gọi cũng như rất, rất nhiều thuật ngữ à, cần thời gian cũng như là à, cần rất là nhiều Kinh nghiệm ở trong giao dịch thì chúng ta mới có thể nhìn được cái biểu đồ nến. Thì ở đây chúng ta nói sơ về cái công cụ phân tích kỹ thuật thôi. Đó, anh chị thấy không? Ở đây, đây là nó. Đó. Đây. Đây là một cái xu hướng tăng ở trong cái biểu đồ của uh, kim loại vàng. Anh chị thấy không? Uh, cái SR này nó nằm dưới biểu đồ giá. Đó. Khi mà có thể đây nè. Nó đã xuất hiện 3, 4 SR luôn á thì nó mới bắt đầu chính xác theo một cái xu hướng đảo chiều, đảo chiều, đao trend lại à, anh chị thấy chưa? đấy cái 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 SIR này rất là hay anh chị ha anh chị vào phay, uh, uh, anh chị ẹt vào luôn cái chạc của mình trên biểu đồ MT5 của mình để mình nhìn. rồi chúng ta quay lại, à, chúng ta nói về kỹ thuật của siêu thôi. À, chúng ta quay lại cái uh, chính của hôm nay là tổng quát luôn à, về rồi, ok. Xe à, lại cái màn hình. Rồi, không biết là qua cái phần, phần phân tích cơ bản về kỹ thuật thì có anh chị nào có câu hỏi nào không ta? Chỉ cho mình lại cách chỉ báo đối với. À, chị Hồng hả, chị Hồng hả, à, mình chơi chứng khoán Việt Nam thôi, mình xin hỏi gen là đây là chứng khoán thật hay là chứng khoán CFD, à, là sao anh cổ phiếu chứng khoán là thật anh được niêm yết ở trên sàn và được giao dịch ở trên nền tảng MetaTrader 5, nền tảng MT5, cái nền tảng này á là giao dịch hơn 200 sàn chứng khoán quốc tế anh chị ha, à, trong nước và nước ngoài người ta cũng đang giao dịch ở trên nền tảng này rất là nhiều, đó. À, đi nhanh quá à, <laughs> đi nhanh quá chỉ lại cách chỉ báo à, rồi à, chắc là chị ơi à, để tiết kiệm thời gian á bây giờ cũng gần 8 giờ rồi chúng ta còn thêm một cái vài thương vụ vài mã cổ phiếu khá là hấp dẫn nữa cho nên là chắc là sẽ xin lỗi chị là không thể quay lại chị ơi à, sau cái buổi này Zen sẽ có một cái video gửi lại cho chị ha chị xem nghiên cứu kỹ hơn cũng như là Zen sẽ tặng cho chị à, cái tập menu tài chính để chị nghiên cứu kỹ hơn hoặc nếu như chị muốn à, gọi là hỗ trợ chị chính xác hơn á, thì khi mà chị mở tài khoản giao dịch chị không cần phải quá bận tâm tới cái phân tích kỹ thuật này bởi vì bên sàn Met đã có đội ngũ chuyên gia uh, kỹ thuật này phân tích và đưa cho chị những cái lệnh nó cũng khá là chính xác rồi cho nên là mình cũng không phải quá bận tâm ở đây Zen muốn nói cho anh chị hiểu là ở trong thị trường này là chúng ta phải có những cái uh, mục để chúng ta đánh giá một cách khách quan chứ chúng ta không thể nào uh, nói chủ quan là chúng ta muốn giá nó tăng theo ý của mình là tăng giá nó giảm theo ý mình là giảm muốn nhìn nhận một cái gì đó là được không phải thị trường nó đi theo quy luật của nó anh chị à, cũng như là <laughs> anh chị nói là à, tên chỉ báo thôi à tên chỉ báo thôi đúng không là parabolic sar chị chọn vào cái mục mà cái chữ f á, ở trên cái biểu đồ á. đó fan thì chị chọn parabolic là biểu đồ Parabon hoặc là SR là stop and reverse đó là viết tắt của những cái từ tiếng anh là điểm dừng hoặc là điểm đảo chiều của một cái xu hướng rồi ok chị ha rồi chúng ta phải qua cái mục tiếp theo thôi anh chị rồi à, chúng ta tới cái chuyên mục là quản trị vốn cái này á, là zen thấy là rất là nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm và hôm nay zen sẽ đưa vào cái buổi chia sẻ của mình luôn để anh chị hiểu được là bây giờ mình có bao nhiêu tiền thì mình mua bao nhiêu cổ phiếu là được chứ không phải chúng ta có vốn 5.000 đô à, chúng ta mua Uh, 5.000 cổ phiếu của một cái tập đoàn Apple hoặc Tesla thì nó uh, không quản trị được vốn mà chúng ta phải cân nhắc chúng ta mua muốn mua cổ phiếu càng nhiều chúng ta phải có vốn càng lớn à, vậy thôi nhưng mà để làm sao để chúng ta quản trị được cái vốn là một cái điều rất là quan trọng và nó mang lại một cái lợi thế cũng như là cái tỷ suất lợi nhuận uh, ổn định nhất trong cái thị trường chứng khoán quốc, quốc tế cho nhà đầu tư rồi chúng ta sẽ quay lại xíu ngay cái chỗ quản trị vốn đây rồi À, ok phải nói lại xíu chỗ này để mà chúng ta qua nhanh quá chúng ta không hiểu được à, ví dụ như gen uh, thì thế mạnh của gen giỏi nhất có thể tự tin như vậy là trong cái việc uh, kế hoạch đầu tư và làm một cái bài toán quản trị vốn cho nhà đầu tư đấy là điều gen có thể làm được cho nên á là khi mà anh chị uh, sau buổi hôm nay anh chị có bao nhiêu tiền anh chị muốn mua bao nhiêu anh chị có thể ẹc zalo hoặc là lên lên rất những cái giúp mà anh chị có những cái chuyên viên hỗ trợ cho anh chị anh chị có thể hỏi rồi nhưng mà ở đây Jen chia sẻ tổng quan thì cái cái bí quyết mà chúng ta có thể mang lại cái lợi nhuận cao ở trong cái thị trường này ngoài cái việc chúng ta phân tích những cái kỹ thuật những cái thông tin nãy giờ thì chúng ta phải quản trị cái đồng vốn chúng ta quản trị đồng vốn chúng ta càng lâu ở trong thị trường này thì chúng ta mới mang lại được cái tỷ suất lợi nhuận nó càng nhiều đúng chưa ạ thì có một cái câu nói mà uh, Jen rất là thích đó là rất là tâm đắc luôn của ông Will Lam thì ông nói là ông này là một cái nhà sáng lập của Investor Business Daily nha ông này là cũng là một cái doanh nhân một cái nhà giao dịch đầu tư khá là vĩ đại luôn á ông có nói là à, bí quyết bí quyết để mà chiến thắng thị trường chứng khoán đó là hãy cố gắng mất ít tiền nhất có thể khi bạn sai đó thì cái câu nói này á nó có hai ý thứ nhất là chúng ta à, chiến thắng trong thị trường này á, là chúng ta phải à, gọi là mất ít tiền nhất đúng không mất ít tiền nhất để Chúng ta khi mà có rủi ro xảy ra chúng ta làm sao để chúng ta quản trị được, chúng ta không bị à, âm cái nguồn vốn của chúng ta quá nhiều. Đó. Và khi mà trong trong thị trường mà đâu có phải ai là đúng 100% đâu. Đặt 3 lệnh thì chắc chắn sẽ có một lệnh sai, đặt 5 lệnh, 10 lệnh thì có hai lệnh sai, ba lệnh sai. Thì làm sao khi chúng ta à, sai rồi chúng chúng ta đi ngược xu hướng rồi chúng ta mất ít tiền nhất thì đó cũng là một cái việc à, quản trị vốn à, ví dụ như là ở đây là zen có cái nguyên tắc à, 2% ở đây hình như là không có cái cái bản đó cho nên là sẽ nói luôn ha nói luôn anh chị cái nguyên tắc 2% như thế này nè ví dụ như mà anh chị có vốn anh chị 25.000 đô để anh chị đầu tư trong cái thị trường này thì 2% của 5.000 25.000 đô đó là 500 đô đúng chưa đâu đó khoảng 500 đô thì khi mà áp dụng cái quy tắc 2% để anh chị quản trị cái vốn của mình đó là anh chị phải hiểu rằng bất kỳ một cái lệnh giao dịch nào của anh chị đều có khả năng đạt lợi nhuận 500 đô hoặc là hoặc là mất đi 500 đô. Đấy, đó là cái nguyên tắc 2%. Và khi chúng ta đã vượt quá cái nguyên tắc này thì chúng ta phải cân nhắc lại để xem chúng ta có đi sai càng sai hay không hay là chúng ta quyết định à, cắt bỏ luôn để chúng ta làm lại để kiếm một cái lệnh khác bởi vì thị trường này có quá nhiều mã cổ phiếu tiềm năng, có quá nhiều à, à, những cái cặp tiền tệ tốt tại thời điểm hiện tại mà xu hướng của nó tốt hơn. Đó, chúng ta có thể lựa chọn chúng ta bỏ đi rồi bỏ đi làm lại từ đầu ha <laughs> rồi ok à, thêm một cái cách quản trị thứ hai đó là chúng ta quản trị về khối lượng giao dịch cũng khối lượng giao dịch tức là cái nãy xem có nói là cái mã cổ phiếu cái số lượng cổ phiếu mà anh chị muốn mua muốn sở hữu đó rồi ok anh chị ha à, chắc là anh chị cũng à, à, nắm được ý của zen ha à, để xem à ở đây có anh Nguyễn Trọng Công anh hỏi một cái câu hỏi rất là hay cảm ơn anh khi bắt đầu vào đầu tư nên tuyệt đối làm theo hướng dẫn của tuyến trên hay là chỉ nhận tư vấn rồi thôi à, anh ơi à, anh Công á hình như hồi nãy là anh nói là anh có đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam không phải không phải xin lỗi anh nghĩa rồi OK anh đối với những cái sàn khác những cái thị trường khác Zen không biết à, là à, chiều nhà đầu tư chiều khách hàng như thế nào nhưng ở Boston Met nha tự tin một điều là khi mà anh chị á đầu tư vào, anh chị đã được hướng dẫn, được tư vấn về về bonus nè, về khuyến mãi nè, về nguồn vốn nè, về những cái mã cổ phiếu tiềm năng rồi, thì anh chị được phân công một chuyên viên kỹ thuật một một hỗ trợ, tư vấn cho anh chị, đưa ra cho anh chị những cái nhận định để anh chị đặt lệnh. Đó, ngoài anh chị ví dụ như anh chị là mới, anh chị đâu thể mà tự quyết định được đúng không? Thì có thể sai, thì ở đây anh chị không phải lo, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của sàn Boston Met làm được điều đó. À, ok anh, ok anh ha. Rồi cảm ơn câu hỏi của anh. À, chúng ta sẽ đi nhanh một xíu để tránh mất thời gian của anh chị. Rồi à, tâm lý giao dịch, cái phần này cũng là một cái yếu tố quan trọng không kém so với các cái yếu tố trước mà gen chia sẻ. Khi mà chúng ta buồn phiền hay chúng ta à, cấu gắt thường hay chúng ta đưa ra quyết định sai giống như là khi mà chúng ta giận quá, chúng ta đang nóng quá, đừng nên nói chia tay với vợ mình hay chồng mình hay là người yêu của mình. Bởi vì khi chúng ta giận nhất là chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định không chính xác nhất. Anh chị luôn nhớ là như vậy. Chúng ta phải thật là bình tĩnh khi mà xu, xu hướng, xin lỗi, xu hướng thị trường nó có bị uh, ngược với uh, uh, khi mà chúng ta giao dịch, chúng ta đặt một cái lệnh buy mà thị trường nó cứ đi xuống đi xuống ngoài, tâm lý của chúng ta sẽ bị hoang mang đúng không? Thì thay vì như vậy chúng ta xả nó ra chúng ta khoan cái nhìn chạc nó đi khi mà chúng ta đã có một cái nguồn vốn để quản trị được cái việc mà chúng ta đặt lệnh rồi chúng ta đừng có nhìn chăm chăm vào biểu đồ nó rất là áp lực chúng ta lại đưa ra những cái quyết định sai nữa thì chúng ta lúc đó chúng ta quay lại đi tìm hiểu thông tin đi tìm những cái trang báo đó chúng ta tìm những cái tin tức liên quan tới một cái tiền tệ lịch kinh tế hoặc là tìm những cái thông tin liên quan tới mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ để chúng ta tổng hợp phân tích và chúng ta vào lại chúng ta từ từ à, tìm lịch sử của 1, 2, 3 tháng hoặc một năm trước của cái biểu đồ hiện tại để chúng ta phân tích từ từ để chúng ta đưa ra nhận định đấy mọi thứ ở trong cái sàn giao dịch ở trong cái việc mà anh chị đầu tư nó đều liên quan mật thiết với nhau mà đặc biệt cái tâm lý giao dịch đó, nó phải là cái tâm lý thật sự ổn định nha anh chị thì chúng ta mới đầu tư chúng ta mang lại cái cơ hội. Chúng ta làm gì cũng vậy á, chúng ta gấp gáp quá, chúng ta nóng vội quá chúng ta sẽ không có thành công đâu. Chúng ta phải từ từ bình tĩnh và chúng ta ổn định cái tâm lý giao dịch của chúng ta là điều cần thiết nhất. Chia sẻ cho anh chị một cái ví dụ mà hôm trước gặp phải của một cái chị. Chị đó vốn uh, 2.000 đô. Chị đã giao dịch uh, hơn một tuần và chị đã lời khoảng tầm 160 đô rồi và sau đó chị uh, thấy Moderna hay quá thích quá vaccine Moderna hay quá chị mua uh, giá nó tăng trưởng tốt quá chị mua 10 cổ phiếu Moderna nó giảm một lúc 70 đô 70 giá 7 70 đô là gọi là 70 giá thì chị mua ở vùng uh, 460 mà nó giảm xuống 390 thì một cổ phiếu chị mất 70 đô thì 10 cổ phiếu chị âm 700 đô đấy, tại chị vốn 2.000 coi như gen cho giao dịch hơn một tuần lợi nhuận 2.000 đô 10 phần trăm khá, khá ổn rồi khá là tốt rồi đúng không đến cuối tháng thì chị sẽ có được cái tỷ suất lợi nhuận chị rút tiền uh, quá ngon lành đi nhưng mà vướng lại một cái Modona âm um, 700 đô bắt đầu chị nhắn tin chụp tài khoản hỏi gen ơi bây giờ chị phải làm sao bây giờ bay sale giờ nó loạn xạ lên hết rồi chị không thể chị quyết định được đó bây giờ nó âm nhiều quá chị sợ xong rồi gen chấn an chị nói là à, chị ơi tài khoản của chị đang quản trị được thêm À, khoảng tầm à, 40 giá nữa cho nên là gen à, nghĩ là sau cái phiên này một hai phiên nó giảm nó điều chỉnh mạnh thôi tới vùng ba trăm mấy nó sẽ tăng trở lại mười à, mấy hai mươi giá lúc đó thì à, mình sẽ đưa ra quyết định và mình sẽ nhận định nó sẽ chính xác hơn bây giờ chị cứ bình tĩnh chị ăn ngon ngủ ngon đi à, chị cứ yên tâm uhm, chị để đó gen sẽ theo dõi với chị khi nào mà à, giá mà nó có giảm nữa thì chúng ta đặt một cái lệnh sale chúng ta cân lại và giá tiếp tục nó giảm thêm hơn 20 giá nữa ngay cái phở phiên xin kêu chị đặt một cái lệnh sale chị lợi nhuận được từ cái lệnh sale đó chị thấy không à, chúng ta phải bình tĩnh chúng ta xử lý và cái tâm lý giao dịch của chị đó cũng ghen thấy cũng khá là tốt ha khá là ổn chị là phụ nữ nhưng mà tâm lý chị rất là tốt luôn à, khi mà mình chấn an chị là chị bình tĩnh và chị à, giữ đó đến vài phiên sau đấy là cái tâm lý giao dịch nó quyết định tất cả mọi thứ anh chị ha rồi à, chúng ta tới cái phương thư vụ cổ tức tháng chín à, đây đây là cái thương vụ của à, tập đoàn Total SA. À, tập đoàn này á là một cái tập đoàn dầu khí nè, về à, những cái hóa chất à, như là xăng, dầu nhớt. Đây là một cái tập đoàn đa quốc gia của Pháp mà có rất là nhiều trụ sở tại à, nhiều quốc gia, ở trong đó có Việt Nam mình mà anh chị à, à, đi ra ngoài những cái quận trung tâm anh chị thấy có cái cây xăng màu đỏ đỏ đó thì cái cây xăng màu xanh đó là cây xăng của Petrolimex. Còn cái cây xăng màu đỏ luôn là của cái toto này thì cái rất là vui là cái tập đoàn này nó chuẩn bị chia cổ tức vào ngày à, 21 tức là ngày mai. À, chúng ta chỉ còn một cái phiên hôm nay thôi. Cái phiên tối hôm nay 8 giờ à, cái phiên hôm nay là à, thị trường châu Âu. Đó này là của thị trường châu Âu nha chị. À, là tới 10 giờ 10 giờ 35 thì thị trường này mới đóng cửa. Vẫn còn kịp để mua để nhận cổ tức của cái tập đoàn này ngày mai là chia cổ tức. Tối nay anh chị vào anh chị mua, anh chị sở hữu 5.000 cổ phiếu đi thì anh chị có ngay được 3.300 euro ở đây là được à, tính theo euro bởi vì nó là thị trường châu âu à đây giá này biết của nó là à, theo ngày 17 tháng 9 là 38 euro anh chị đâu đó là gần 39 thì cái tập đoàn này á trước khi mà nó chia cổ tức công bố công bố báo, báo cáo tài chính á, thì giá cổ phiếu nó tăng khá là ổn định luôn và cái giá hỗ trợ tức là cái giá đòn 7 khi mà anh chị à, đầu tư tại sàn Boston Met anh chị sẽ được hỗ trợ à, 1.20 thì giá cổ phiếu anh chị có thể sở hữu chỉ là 1,9 euro thôi, đâu đó khoảng tầm 2,2 đô anh chị ha. Đây mà nó chia cái cổ tức khá là cao luôn là 0,66 euro trên một cổ phiếu. Với cái tỷ suất lợi nhuận này á, đâu đó là khoảng tầm 35%. Đây là một cái tập đoàn mà chia cổ tức khá là đều đặn sau mỗi quý là chia anh chị anh chị có thể lên cái investing nãy anh chị search total se là nó sẽ ra. Rồi anh chị sẽ xem được cái lịch cổ tức ha để xác nhận là thông tin gen đưa có chính xác hay không. Ok, chúng ta sẽ qua thương vụ thứ hai. Thì không biết cái thương vụ này có anh chị nào hấp dẫn không ha. À giờ dạ rồi chúng ta đi qua thương vụ thứ hai luôn. Giờ dạ đây cái thương vụ chia cổ tức cũng khá là cao luôn chị. Đây là cái thương vụ mà nó chia rộng hơn à, tới ngày 30 tháng 9 là. À, tới ngày 30 tháng 9 thì bắt đầu chia cái uh, uh, cổ tức của cái tập đoàn này. Thì uh, prides American Tobacco này á là thương vụ uh, của đến từ tập đoàn của Anh anh chị ha. Nó là sản xuất về thuốc lá nè uh, các cái sản phẩm về nicotine. Đó thì công ty được thành lập khá là lâu đời dòng ngày 1902 lận và có cái trụ sở chính là tại London. Thì cái tập đoàn này anh chị nó đang được niêm yết với cái giá cổ phiếu cũng cập nhật ngày 17 tháng 9 là 26,93 đồng bảng Anh. À, anh chị ha ở đây là à, tính theo GBP à, bởi vì nó là trụ sở tại London mà khi nào mà cổ phiếu Mỹ á thì sẽ được à, niêm yết ở trên hai cái sàn chính là NYSE nice và Nasdaq thì sẽ là à, được định giá bằng đồng đô còn đây là của London cho nên là GBP thì cái tỷ suất lợi nhuận anh chị bỏ ra à, 1,4 đồng bảng Anh thôi anh chị mua một cổ phiếu thì anh chị nhận ngay được 0,539 đâu đó khoảng 0,54 à, đồng bảng Anh thì tỷ suất lợi nhuận nó là hơn cái total luôn là 40 phần trăm là anh chị thì ở đây gen có một cái bài toán mà anh chị à, với mức ở đây á, thì à, 5.000 000 nghìn, nghìn cổ phiếu anh chị sẽ có đâu đó khoảng 85 triệu với 2.695 GBV đó, nhưng mà ví dụ chị, chị à, với cái mức vốn mà ít hơn anh chị sở hữu 500 cổ phiếu của cái tập đoàn này thì vốn của anh chị ví dụ anh chị có cái vốn à, 2.000 đô đi anh chị mua 500 cổ phiếu thì anh chị mất ở đâu đó khoảng tầm à, 7 700 đồng bảng anh đúng không đó 500 cổ, một cổ 1,4 thì đâu đó là 7 700. Thì tính ra tiền đô là 900 khoảng tầm hơn 950 đô. Thì cái tỷ suất lợi nhuận anh chị có thể nhận được 500 cổ phiếu này mà nhân cho nhân cho cái 0.539 này, đâu đó là khoảng tầm 270 đồng bản Anh quy ra tiền đô khoảng tầm 370 đô. Đó. Nhưng mà nếu anh chị mở cái tài khoản 2 đô đó, thì anh chị còn được nhận được cái bonus 100% là 4, thì anh chị quản trị được lên đến sáu uh, giá lần ha sáu giá lần. cái biên độ dao động của cái uh, tập đoàn này nó đi không có nhiều thì anh chị quản trị được giá khá là ổn đó nếu như anh chị mở cái tài khoản sở hữu luôn uh, cái cổ phiếu của tập đoàn này để mình nhận cổ tức anh chị ha Rồi à, chúng ta đến cái đến cái nội dung tiếp theo đó là giới thiệu sơ lược về Boston Met để cho anh chị à, à, hiểu được à, chúng ta lựa chọn một cái sàn của cái kênh đầu tư. À, thì Boston Met đã được thành lập 2012 với mục tiêu là tìm kiếm cái giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu, đầu tư. Thì à, sàn Boston Med à, được thành lập ở Mỹ, trụ sở chính là tại Mỹ chị ha. Và nhắc đến Boston Met là nhắc đến tin cậy trong giới đầu tư và bọn em cam kết chuẩn mực mới à, về chất lượng cũng như là những cái giao dịch mới trong toàn cầu thì ở đây sàn Boston Met đang hỗ trợ cho quý anh chị bốn loại tài khoản thứ nhất là tài khoản tiêu chuẩn hay là tài, còn gọi là tài khoản standard thì với cái mức vốn khởi điểm 500 đô thôi là anh chị có thể mở ngay cũng cái tài khoản tiêu chuẩn rồi đấy à, hình như là sàn đang có cái chương trình ưu đãi là miễn phí qua đêm luôn cho cái tài khoản tiêu chuẩn này luôn chứ trước đây là có tốn phí qua đêm á tốn miễn tốn phí swap này là anh chị ha rồi À, tài khoản cố định là tài khoản FIX là với uh, vốn cho anh chị uh, dưới 2.000 đô từ 500 đô tới dưới 2.000 đô thì anh chị mở cái tài khoản này đó với cái phí spread cũng khá là thấp thôi 1,3 pip rồi ở đây chúng ta cũng miễn phí qua đêm luôn rồi tài khoản ECN là cái tài khoản này á uh, dành cho những chị free trader khá là thích ha. thì cái tài khoản này với cái phí spread bằng không và chúng ta được miễn phí qua đêm đấy đây là tài khoản cho anh chị vốn từ 5.000 đô còn cái tài khoản mà cao cấp của Boston Met đó là tài khoản premium thì tài khoản này ấy, dành cho những nhà đầu tư 10.000 20.000 đô và điều đặc biệt đó là anh chị à, được miễn phí cái swap này nè mãi mãi luôn vĩnh viễn luôn chị ha không có tốn dạ yeah, và cái phí spread cũng khá là thấp thôi đó là bốn loại tài khoản mà anh chị có thể à, có lựa chọn cho cái nguồn vốn của bản thân mình để mà chúng ta lựa chọn đầu tư Rồi, à, khi nãy là Jen có nói về à, sản phẩm của sàn chứng khoán quốc tế Boston Met à, đang hỗ trợ cho anh chị là về cổ phiếu chứng khoán nè. Đó, cổ phiếu thì thị trường châu Âu và thị trường Mỹ ha. Rồi, à, Forex là giao dịch à, các cái cặp tiền tệ hay còn gọi là ngoại hối để mình nhận được cái sự chênh lợi, ăn được cái sự chênh lợi từ các cặp tiền tệ này. Rồi, hàng hóa thì có vàng, dầu, cà phê, cô tông. Đó, đây là cái hợp đồng hàng hóa tương lai như nãy chị có hỏi ấy, là đây là thị trường chứng khoán phái sinh đấy rồi chỉ số là các cái chỉ số như là US30 hoặc là NAS100 thì anh chị có thể à, đầu tư dựa trên chỉ số này rồi chúng ta sẽ có cái mục ưu đãi ha cái mục này khá là hấp dẫn để cho những anh chị có thể mở ngay tài khoản ở trong hôm nay đó thì khi mà anh chị à, mở một cái tài khoản 1.000 đô anh chị sẽ được tặng ngay một cái voucher 50 đô cái voucher này á thì uh, gần cuối tháng rồi, đâu đó khoảng còn tầm uh, 30 đến 40 cái thôi. Gen uh, sẽ tặng cho những anh chị mà mở tài khoản ngay trong hôm nay luôn. Đấy. Rồi, uh, khi mà anh chị mở cái tài khoản premium này, anh, uh, anh chị sẽ được uh, hỗ trợ những cái tín hiệu vip hơn, uh, những cái bạn uh, chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ cho anh chị, uh, Một một và đưa ra những cho anh chị những cái thông tin về kỹ thuật, uh, những cái nhận định đặc lệnh khá là chính xác ha. Đấy. Rồi, ngoài ra thì còn một cái ưu đãi mà sàn Boston Met muốn gửi đến anh chị đó là một cái bonus 100% khi mà anh chị mở tài khoản. Ví dụ như anh chị mở tài khoản 500 đô thì anh chị sẽ được bonus 500 đô nữa để mình dùng cái tiền bonus này mình có thể sở hữu thêm nhiều cổ phiếu hơn. Đó, 1.000 đô thì anh chị được tặng 1.000 đô. Khá là hấp dẫn anh chị ha. Và trong tháng này thôi chúng ta mới có cái ưu đãi này thôi anh chị ha. Và qua cái tháng mới thì có thể là chỉ còn 50% gì đó thôi chứ không được 100% đâu. Rồi, à, khi nãy Azen có nói là cái nền tảng mà chúng ta giao dịch Đó là nền tảng MetaTrader 5, à, MT5 Đây là một cái nền tảng mà tổng hợp rất là nhiều sàn giao dịch ở trên đây Mà anh chị có thể tải ngay về điện thoại của mình Hoặc là laptop, hoặc là máy tính bản, ha, Anh chị có thể xem và giao dịch trực tiếp ở trên đây khá là dễ Tổng hợp rất là nhiều mã cổ phiếu, à, các cặp tiền tệ cũng như là hàng hóa Anh chị có thể vào à, CH Play hoặc là App Store Anh chị tải về MT5 anh chị có thể có được một nền tảng giao dịch sau khi anh chị đã mở tài khoản tại sàn rồi gửi cho chị một cái hợp đồng à, điện tử một hợp đồng online qua gmail thì mình dùng cái mật khẩu mà khi sàn gửi về cho anh chị á anh chị đăng nhập lên đây là anh chị vào anh chị giao dịch thôi khá là đơn giản rồi à, rất là cảm ơn quý anh chị đã à, theo dõi từ đầu buổi cho tới bây giờ à, bây giờ là phần hỏi và đáp chắc là chúng ta sẽ dành cho nhau 10 phút để chúng ta trao đổi những cái thông tin mà nãy giờ chúng ta còn thắc mắc không biết là anh chị nào có cái câu hỏi nào không ạ? À? Chúng ta dành cho nhau 10 phút ha. Rồi, không biết là có anh chị nào à, có cái uh, câu hỏi nào mà muốn gửi đến để cho chúng ta có thể trao đổi chia sẻ với nhau không? Hồi nãy trong quá dịch, nãy giờ trong quá trình mà xin chia sẻ thì có cái nào mà nó khó hiểu À, anh chị có thể hỏi lại nếu mà bây giờ chúng ta không kịp thời gian chúng ta giải đáp á, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau riêng inbox trực tiếp với nhau để chúng ta rõ hơn nhưng mà ít ít ra thì zen cũng hiểu được là anh chị đang thắc mắc chỗ nào à, cảm ơn cảm ơn bạn rất là nhiều hôm nào học mô hình nến thì báo nhé ờ, có lẽ là anh khá là thích à, mô hình nến và dạ, cảm ơn anh bảo minh Rồi, à, nếu mà chúng ta không có bất cứ một cái câu hỏi nào nữa hết thì chắc là à, chúng ta dành cho nhau 4 phút nữa đi. À, chính xác là 8:25 chúng ta sẽ kết thúc cái buổi à, online cái buổi học cái buổi học về cái kỹ năng à, về trading này anh chị ha. Thì đến thời điểm này rất là cảm ơn quý anh chị đã dành khoảng thời gian của mình để cùng Gen tham gia những cái buổi chia sẻ như thế này để mang lại cho mình những cái kiến thức À, cũng như là cái sự tự tin hơn trong việc mà chúng ta giao dịch à, anh chị ơi anh chị còn nghe không nè à, chắc là à, không biết là anh chị có câu hỏi nào không ta vẫn chưa thấy rồi ok à, chưa hiểu nhiều nhưng nếu vào đầu tư có được không à... <laughs> <laughs> rồi à, à, Đợi mãi rồi vẫn có câu hỏi của anh Công à, Cảm ơn anh Thì à, để mà học Để mà nghiên cứu ở trong cái thị trường này Không phải một ngày một bữa 60 phút hay là 120 phút Mà chúng ta có thể hiểu hết đâu Chúng ta phải tìm hiểu từ từ Nhưng mà cái việc quan trọng là gì Chúng ta phải thực hành, thực tiễn Chúng ta chiêm nghiệm luôn Bản thân chúng ta phải tự à, giao dịch Thì chúng ta mới có thêm được nhiều cái góc nhìn Nhiều cái kiến thức khác nhau Đó anh cứ mạnh dạn đầu tư đi bởi vì như nãy zen có nói là Boston Med có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật là zen nè rồi mấy anh chị rất là giỏi hỗ trợ cho anh đó kỹ hơn tư vấn cho anh một một để anh có thể à, không cần phải mất quá nhiều thời gian để anh có thể tìm hiểu à hy vọng là sẽ được mở tài khoản cho anh công trong một hai ngày sắp tới ha à, và cũng hy vọng mà được hỗ trợ anh rất là tốt để anh có được cái lợi nhuận ở trong cái mùa này rồi, cảm ơn, cảm ơn chị Kim. Rồi, chắc là quý anh chị, nhà đầu tư à, sẽ à, không còn à, bất cứ một câu hỏi nào. Thì à, chắc là chúng ta sẽ ốp cái buổi meeting này lại ha. thì à, rất là cảm ơn những cái câu hỏi, những cái chia sẻ của quý anh chị, à, cũng như là những cái trải nghiệm của quý anh chị nhà đầu tư à, xuyên suốt từ đầu cho tới cuối buổi như thế này cùng với Gen. và hy vọng là sau cái buổi này thì chúng ta sẽ trao đổi thêm nhiều hơn ở trên nhóm để anh chị có thể tự tin giao dịch hơn bằng những cái kiến thức mà Gen chia sẻ ít nhiều cũng có giúp cho anh chị có nhiều cái góc nhìn khác nhau ha. Ngoài những cái buổi chia sẻ thế này thì cuối tháng hoặc là tháng sau thì có những cái anh chị chuyên gia khác, anh chị cũng làm những cái buổi chia sẻ này kỹ hơn, có thể là về mô hình nến hay là về những cái bí quyết đầu tư. Đó thì để cho anh chị có nhiều cái thông tin hơn anh chị ha à, chúc cho anh chị à, có nhiều sức khỏe này à, vượt qua à, dịch để chúng ta à, có thể kiếm tiền nhiều hơn à, chúng ta à, vui hơn chúng ta được ra đường tung tăng à, bị nhốt khá là lâu rồi anh chị ha rồi à, cảm ơn quý anh chị và zalo của Gen á có để ở trên màn hình nè đó anh chị có thể add zalo ha để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn đây Gen Trần 0961435018 có cái mã qr anh chị có thể gia zalo rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn Hy vọng mà được hỗ trợ anh chị tốt nhất Rồi cảm ơn và chúc quý anh chị nhà đầu tư có buổi tối tốt lành à, Xin phép được ốp cái buổi tin lại ha